sức khỏe, dinh dưỡng. Ăn cơm nguội hấp lại có tốt không? Trong bài viết này, chuyên gia sẽ giải đáp băn khoăn, ăn cơm nguội hấp lại có tốt không? Thói quen ăn cơm nguội hâm nóng rất phổ biến với người Việt. Trước thông tin không nên tận dụng ăn cơm nguội vì gây hại cho sức khỏe, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, cơm nguội vẫn có thể sử dụng được khi bảo quản hợp lý. Từ ngàn đời nay, người Việt vẫn sử dụng cơm nguội của bữa ăn trước cho bữa sau. Thông tin ăn cơm nguội gây ung thư không dựa trên cơ sở khoa học. Bản thân việc ăn cơm nguội hay hâm nóng cơm nguội đều không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu cơm nguội bảo quản không tốt có thể bị thiêu. Vì vậy, để đảm bảo an toàn nên kiểm tra cơm trước khi hấp lại. Cơm thiêu, cơm đã hỏng khi ăn sẽ gây ra rối loạn tiêu hóa. Cơm nguội chỉ an toàn nếu được nấu chín và để nguội đúng cách trong 24 giờ. Ăn cơm nguội dù bảo quản đúng cách và an toàn, nhưng sau khi được hâm nóng lại chắc chắn không thể đảm bảo giá trị dinh dưỡng bằng cơm mới nấu. Hiện nay, thực phẩm không thiếu, chúng ta không nên nấu quá nhiều, tránh gây thừa cơm phải lưu lại vào hôm sau. Cơm còn thừa nên để nguội hẳn sau đó cho vào bát hoặc hộp đậy kín cất vào tủ lạnh. Nhiệt độ thấp sẽ giúp cho vi khuẩn phát triển chậm không gây hư hỏng cho cơm, bác sĩ Hưng nói. Sử dụng cơm nguội an toàn nên bảo quản tốt, trước khi hấp lại nên người xem có mùi lạ hay không. Các gia đình không nên sử dụng tủ lạnh để bảo quản cơm quá 24 giờ, cũng không nên hâm nóng cơm quá 2 lần để đảm bảo chất dinh dưỡng trong cơm. Muốn hấp cơm dẻo thơm như cơm mới có thể dùng nồi cơm điện. Nếu thừa nhiều cơm, có thể cho một chút nước vào nồi cơm điện rồi chút cơm vào nồi, bật nút nấu chỉ vài phút là cơm đã nóng trở lại như mới nấu. Trường hợp ít cơm, bạn có thể cho cơm nguội vào bát hoặc vỉ hấp, rồi đặt vào trong lòng nồi cơm đã có sẵn nước. Hơi nước sôi bốc lên sẽ giúp làm nóng cơm mà không khiến cơm bị khô. Theo các chuyên gia ước tính trong 100g cơm chứa 130 kcal và những dưỡng chất như sau: Fe, 0,3g, Natri, 1mg, Gap, 28,2g, Protein, 2,7g, Canxi, 10mg, Kali, 35mg. Cơm là thực phẩm nhiều năng lượng, nên ăn cơm nguội cũng chỉ ăn ở mức vừa phải, không nên ăn quá nhiều để tránh việc dư thừa năng lượng dẫn tới tăng cân.